và cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chữa cái đề Nguyễn Bình Khai của Hà Tĩnh. À, đề thi năm đề đề này là đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 năm 2021 lần 1 vừa mới thi xong đấy ạ. Thì ngay từ câu 41 này đã có khá nhiều bạn bị sai rồi. Thế thì trong quá trình mà giải đề ấy, thì thầy muốn là các em cùng comment đáp án xem cho mình làm đúng hay làm sai nhá. Câu 41 thầy chữa luôn ạ. À, các bạn comment đáp án nhá câu 41 ấy lên men máy tính của thầy rồi? Đây rồi. Lên men m gam glucose mà hiệu suất là 100% thì thu được m2 gam anconitilic glucose C6 H12 O6 này. Hiệu suất 100% này. Thu được m2 gam anconitilic 2 lần thằng C2 H5 OH và 89,6 lít khí CO2. Số mol CO2 của chúng ta nó sẽ bằng là 89,6 mà chia cho 2,4 thì bằng 4 mol. Có một cái điều nó cực kỳ hay thế này Là với 2K4 2K5 2K6 Thì số mon Thì bằng V Chia 2,4 Chứ còn sang đến cái tụi 2K7 ấy, nhá Sang đến cái tụi 2K7 ấy, Thì lại là số mon Thì lại bằng V chia cho 27,79 Thế mới toàn Nó khác bọt luôn Thế nên là nếu bây giờ bọn em là tính số mon 2,4 thì không sao nhưng sau này đến con bọn em là nó chia theo số khác bọn em đừng có chửi thầy mắng cô nhá. Nhá. Vậy ở đây này, đề bài hỏi chúng ta này. Hỏi giá trị M2 các em ơi. M2 là M ăn côn. Vậy đây là 4 thì đây là 4. Vậy khối lượng của C2 H5 OH bằng 4 nhân với 46. 4 nhân 46 bằng 184 184 nhá. 184 đáp án đúng là đáp án này. Đáp án đúng là đáp án ai Toàn chưa? Ok nhá. Nhiều bạn làm sai câu này lắm, nhiều bạn làm sai câu này lắm. Câu 42 ạ. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch thì cái từ mà cùng tồn tại trong một dung dịch này thì tương đương với việc là nó không phản ứng với nhau các em nhé cùng tồn tại trong một dung dịch là tương đương với việc là nó không phản ứng với nhau vậy có nghĩa rằng là ở trong câu 42 này tương đương với cái việc là những cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau Đấy chưa vậy có nghĩa là không xảy ra phản ứng mà để hai cái chất trong một dung dịch ạ mà không phản ứng không xảy ra phản ứng thì khi và chỉ khi nó không tạo thành chất kết tủa nó không tạo thành chất khí và nó không tạo thành chất điện ly yếu vậy ở đây là đáp án đúng là đáp án a tại vì làm sao tại vì này đáp án b này thì mình có nh 4 cộng với OH trừ để tạo thành NH3 bay lên, có khí bay lên nhá. Đáp án C này thì OH trừ cộng mg 2 cộng để tạo thành kết tủa MgOH 2 lần. Kết tủa này là đi xuống này. Được chưa? Đáp án D thì HCO3 trừ cộng H cộng để tạo thành CO2 cộng H2O bay lên này. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Ok, đấy các em thấy không? Các em thấy không? Rất là dễ thôi nhưng mà sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Hòa tan Fe3O4 mà vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dung dịch X. Thì dung dịch X chúng ta là gồm Fe Fe3O4 thì nó chính là hỗn hợp của FeO và Fe2O3 nên khi hòa H4 loãng dư thì mình sẽ thu được sắt dương 2 và sắt dương 3. Được chưa? Dĩ nhiên là H4 loãng dư thì chúng ta còn có cả cả H2SO4 dư nữa. Đây là dung dịch X. Dung dịch X gồm sắt 2 cộng, sắt 3 cộng và H2 4 dư. Hãy cho dãy các chất và số chất trong dãy tác dụng được với X. Thì kmno 4 này, MN dương 7 này, nó có tính oxy hóa. Mạnh, vậy nó sẽ tác dụng được với sắt 2 cộng. Một anh. Clor này cũng tác dụng với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng, 2 anh NaOH thì nó có hoạt OH trừ nên tác dụng đến cả sắt 2 cộng và cả sắt 3 cộng, 3 anh Na2CO3 thì mình có ion co 2 trừ chắc chắn tác dụng với H cộng, 4 anh COS4 thì nó không tác dụng với sắt 2 cộng cũng chẳng tác dụng với sắt 3 cộng, bỏ Đồng thì tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng và sắt 2 cộng, có Và KNO3 người ta lưu ý ạ KNO3 cho ta ion NO3 trừ H2S4 cho ta ion H cộng có H cộng có NO3 trừ mình coi như là HNO3. Đúng chưa? Vậy là dung dịch này có tính oxy hóa. Sắt 2 cộng còn tính khử. Vậy là có sắt 2 cộng này. Tác dụng với H cộng, tác dụng với NO3 trừ để tạo thành sắt 3 cộng. Vậy KNO3 cũng có luôn. Vậy mình sẽ có số chất trong dãy tác dụng được với X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anh. Nhá. 6 anh. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 6. Kinh điển chưa? Quá kinh điển luôn. Ok Ok ạ Rất chính xác Nha đúng rồi Ok ạ Nào mình tiếp ạ Câu 44 Thực ra những câu này nó dễ thôi Nhưng mà à, các bạn lại rất hay bị nhầm 44 nhé Chất vừa làm dung dịch quỳ tím hóa đỏ Vừa làm dung dịch quỳ tím hóa đỏ Hóa đỏ quỳ tím thì anh này hóa đỏ này HCOH axit hóa đỏ CH3COH hóa đỏ Đấy chưa Vừa có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc Hai anh này không hóa đỏ Tráng bạc thì phải đầu là HCOO Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án À quá dễ luôn Những câu này là chỉ là những câu Chọn đúng sai thôi mà các em Câu 45 Cho dãy gồm các chất sau Số chất trong dãy không làm dung dịch quỳ tím đổi màu Lưu ý nha Không làm dung dịch quỳ tím đổi màu nhá Không làm dung dịch quỳ tím đổi màu Thì ở đây mình có này à, glycine, alanine và valine nó là các alpha amino acid và trong phân tử của nó chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH và do số nhóm NH2 bằng số nhóm COH nên ba anh này không làm quỷ đổi màu. Được chưa? Cả ba anh này không làm quỷ đổi màu nhá. Axit glutamic thì anh này có một nhóm NH2 và hai nhóm COH nên nó làm quỳ tím đổi thành máu đỏ. Anh này có đổi màu này. Lysine thì có hai nhóm NH2 một nhóm COH nên làm quỷ tím đổi màu xanh Vậy mình có hai chất trong dãy làm dung dịch đổi màu, còn lại không làm dung dịch đổi màu thì mình có ba anh. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D3 bởi vì đề bài hỏi không làm quỷ tím đổi màu. Nhá. Ba anh các em nhá. Đấy. Câu 46 ạ. Anilin C6H5NH2 thì không có tính chất nào đây? Chúng ta nhìn thấy rằng là về phần trọng tâm của cái kỳ thi năm nay thì vẫn có khả năng là chủ yếu chỉ thi vào cái phần kiến thức của lớp 12 Đấy, với đề thi tốt nghiệp ạ Trọng tâm là kiến thức lớp 12 Và trọng tâm nó chính là cái phần mà học kỳ 1 lớp 12 Nên các em cần lưu ý à, Đây, anilin không có tính chất nào sau đây Thì tác dụng với brom Thì anilin chắc chắn tác dụng với brom tạo đến kết thủ màu trắng Tác dụng với oxy, phản ứng oxy hóa hoàn toàn có Tác dụng với dung dịch HCl là có Bởi vì anh này tính ba dơ, anh này tính axit Vậy không có tính chất là không làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenol và talin nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 47 Thí nghiệm nào sau đây Có xảy ra ăn mòn điện hóa học Thí nghiệm nào sau đây Có xảy ra ăn mòn Điện hóa học Thế chúng ta phải nhớ được cái điều kiện Để xảy ra ăn mòn điện hóa này Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa là nó phải thỏa mãn 3 cái điều kiện sau này Điều kiện thứ nhất là hai cặp Điện cực khác nhau về mặt bản chất Điều kiện thứ hai là tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Điều kiện thứ ba là trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy ở đây này, anh đồng vào anh sắt 3. Anh đồng và anh sắt 3 thì nó tạo thành anh đồng dương 2 và anh sắt dương 2. Được chưa? Vậy không xảy ra ăn mòn điện hóa tại vì không có hai điện cực. Anh sắt vào anh đồng 2 thì nó xảy ra sắt cộng đồng 2 để tạo thành sắt 2 cộng đồng. Đồng bám trên bề mặt sắt hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly để chưa vậy là gì vậy là có xảy ra ăn điện hóa nhá b thế còn lại c thì magie và hcl là xảy ra ăn hóa học thép trong bình đựng khí thép thì nó đã có sắt và carbon rồi tiếp xúc trực tiếp rồi nhưng trong môi trường clo này khí cờ lo này không phải là môi trường dung dịch chất điện ly đúng chưa nên là không phải ăn mòn điện hóa học vậy ở đây câu 47 bảy là đáp án B Thì cái chỗ ăn mòn điện học này các em hay bị sai nhiều lắm Nên là các em phải chú ý nhá Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy nhá Thank you các em rất là nhiều Câu 48 ạ. pi rít sắt thì có công thức khoa học là gì? Quạng pi rít sắt thì có công thức khoa học là gì ạ? Các bạn cũng làm xem nào Quạng pi sắt thì có công thức khoa học là gì? Câu 48 ạ Cô 48 này cũng toang đấy, cũng nhiều bạn không làm đâu. Ok. Ok ạ. Thầy thấy là khá nhiều bạn comment đáp án đúng luôn, chính xác. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. hãy giúp thầy chia sẻ lại bài học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và các em ạ. Tiếp tục ạ. 48 ạ, quặng pyrit sắt. Quặng pyrit sắt thì có công thức khoa học là gì? Thì các em lưu ý cho thầy này, quặng pyrit sắt thì công thức khoa học của nó là s 2 đúng rồi, pyrit sắt Fe à. Câu 49. Sắt có số xóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây? Câu 49 ạ. À. Sắt có số oxy hóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây? Thì anh này là sắt dương 2 này. Đây là sắt dương 2 này. Đây là sắt dương 3 này. Đây là sắt dương 2 này. Vậy dương 3 trống flh 3 Câu 50 ạ. À. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chúng ta lưu ý cho thầy nhá. À, những cái anh mà có tính lưỡng tính là những anh có khả năng nhường và nhận proton H cộng H24 là axit Na2O là oxit 3G KH là 3G ALOH 3 lần là hyroxid lượng tính Chúng ta có 5 anh hyroxid lượng tính ALOH 3 lần ZNOH 2 lần CROH 3 lần PBOH 2 lần Đúng không ạ Và SNOH 2 lần Nhá. Đáp ản đúng là đáp ản D Câu 51 chất nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng chúng ta phải nhớ cho thầy cái định nghĩa về phản ứng trùng ngưng thì phản ứng trùng ngưng là phản ứng mà xảy ra giữa các phân tử giống nhau đúng chưa kết hợp lại với nhau và sinh ra nhiều phân tử nhỏ khác thực ra thì trùng ngưng ở bên trong cái lớp 12 chúng ta học thì chủ yếu chúng ta là sinh ra nước thì polybuta 1,3 dn này là trùng hợp Polyvinyl clorua là trùng hợp, polyacrylonitrin này là trùng hợp, chỉ có polyethylene terephthalate này là trùng ngưng thôi. Phản ứng như sau ạ, CH2 này, HO này, CH2. Thầy ghi ra để những bạn nào mà chưa có làm được, quên cái này thì uh, ghi lại vào trong quyển sổ tay cho nhớ nhá. C6H4 này, cooh được chưa? Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì OH này thì H này kết hợp với OH này. Được chưa? Thằng này mất H O này. C2H4 này. OOC này. C6H4 này. CO này. Tất cả N lần cộng 2N nước N N Được chưa? Thì đây chính là anh polyethylene terephthalat nên cái phản ứng Trùng ngưng chính là phản ứng điều chế anh D Câu 52 Ở trạng thái rắn Thì khí carbonic tạo thành một khối trắng Được gọi là nước đá khô Đây, ở trạng thái rắn Thì khí carbonic được tạo thành Một khối trắng Được gọi là nước đá khô Thế thì vậy, nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa Đúng không ạ? Được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm Công thức của carbonic Ui dồi ôi, dễ quá, dê luôn Câu 53, trong công nghiệp kim loại nào sau đây chỉ có thể được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Điện phân nóng chảy thì chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng trước thằng nhôm. Đúng không ạ? Chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng trước thằng nhôm ạ. À? Vậy thì anh nào điện phân nóng chảy? Đấy, thế thì mình nhìn thấy luôn này. Bạc, đồng, sắt thì trong này chỉ có một thằng nát ri là thằng đứng trước nhôm thôi. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 54 nhá. Câu 54, câu 54 các bạn chọn đáp án gì ạ? Năm các bạn chọn đáp án gì ạ? Thấy không? Dễ không ạ? Năm 53 quá dễ Câu 54 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn cũng comment đáp án thầy coi nào 54 54 tư Năm đáp án gì ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ Hãy chia sẻ được buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào đây nhé Câu 54 tư Cho dạy các chất, số chất trong dạy tác dụng được với dung dịch NaOH Tác dụng được với dung dịch NaOH Thì anh 18 format này là anh ST nên tác dụng này. Saccharose không, saccharose chỉ thủy phân trong môi trường axit thôi. Glycine có một nhóm CH nên tác dụng. Alavalin là nó có liên kết NHCO nên tác dụng. Alanin có nhóm CH nên tác dụng. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có 1 2 3 4 bốn chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 55 Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn? kim loại nào sau đây thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn? Thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn nhá, các em lưu ý nhá. Kim loại nào mà thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn? Thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn thì nhôm là thuộc nhóm 3 rồi. Đúng chưa? Natri thuộc nhóm 1A rồi. Sắt thuộc nhóm B rồi, đúng không ạ? 2A là gì ạ? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Vậy 2A là gì? Canxi. Thấy không? Dễ không? Câu 56 nhá. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây nên mưa axit? Ui, mưa axit thì cái khí để mà gây ra nguyên nhân khi mưa axit thì nó phải có tính axit đúng không? Nó ba ba làm sao mà mưa axit được? Oxy trung tính, nitơ trung tính. Vậy mưa axit chúng ta bảo gì ạ? SO2 các em nhá. SO2. 57 là một câu cực kỳ dễ nữa. Các bạn 57 chọn đáp án gì ạ? Năm bảy vẫn là một câu cực kỳ dễ luôn Chất đào dưới đây không tác dụng với CO2 lần Không tác dụng với CO2 lần nhé Albumin tác dụng với CO2 lần tạo thành màu tím Bí đấy Glycerol tác dụng với CO2 lần tạo thành dung dịch màu xanh Nhà Saccharose có OH đa kề nên tác dụng với CO2 lần cũng màu xanh Vậy ở đây không tác dụng với CO2 lần là 3 Olein Đáp án đúng là đáp án D câu 58 e tin format là tên gọi thực ra nhá những cái này cái hồi đầu năm ấy, các em làm thì nó rất là dễ nhưng mà bây giờ giữa giữa năm rồi các em làm vào cái này các em lại thấy nó rất là khó bởi vì em lâu rồi các em không làm được em bị quên thế thì là cái, cái 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 kinh nghiệm để chúng ta không bị quên cái kiến thức ấy đó là gì đó là chúng ta phải luyện nhiều đề chính luyện đề chính là cái cách tốt nhất để giúp chúng ta nhớ lại kiến thức tổng hợp câu 58 mươi tám nhá thì etin format là tên gọi của ST công thức nào đấy đây là etin đây là format đây là đáp án đúng là đáp án này ok chưa câu 59 thủy phân hoàn toàn 13,2 gam ST đơn chức x trong dung dịch nào hát RCOOR phẩy 13,2 gam đơn chức x trong dung dịch NaOH vừa đủ đun nóng thì thu được dung dịch chứa muối RCOONa 12,3 g và ancol ROH là 6,9 tên gọi của X. Vậy thì hoàn toàn dựa vào đây chúng ta có bảo toàn khối lượng thì mình tìm được là khối lượng của este cộng với lại khối lượng của NaOH thì chính bằng khối lượng của muối cộng khối lượng của ancol. Đúng không ạ? Khối lượng ST bằng 13,2 cộng khối lượng của NaOH thì chính bằng khối lượng của muối là 12,3 cộng khối lượng của ancol và tới đây chúng ta tìm về khối lượng của NaOH. Đúng không ạ? Khối lượng của NaOH bằng luôn 12,3 cộng 6,9 trừ đi 13,2 bằng 6. Vậy khối lượng của NaOH bằng 6 thì chúng ta sẽ tìm được số mol của NaOH bằng 6 chia 40 bằng 0,15 mol nhá. 0,15 mol NaOH. Do anh ST này là ST đơn chức nên phản ứng với NaOH cũng chính là số mol của nó. Và hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của ST. Chính bằng 13,2 chia 0,15 bằng ạ. 13,2 chia n bằng 88. Và đây cũng chính là số mol của axit. Chính là số mol của ancol. Nên mình cũng tìm được luôn phân tử khối của RCOONa chính bằng 12,3 chia 0,15. Bằng 12,3 chia 0,15 bằng 82. Thì có phải là chúng ta nhìn thấy là ở đây là R cộng với lại COONa thì là cộng với lại 67 thì bằng 82 không? 67 chính là 12 cộng 16 cộng 16 cộng 23 đấy ạ. Và ở đây mình tìm được R bằng 15 không? R bằng 15 thì nó chỉ có thể là CH3 thôi đúng không các okay? em? Đúng chưa? Vậy thì cái muối này của chúng ta nó là CH3COONA. Còn anh ancol thì sao? Mình có phân tử khối của ancol là R phẩy OH thì chính bằng khối lượng là 6,9 chia cho 0, bằng 46 Mà nguyên tử khối trung bình của ancol bằng 46 Thì chắc chắn nó là gì ạ? C2H5OH Vậy ancol là C2H5OH Vậy suy ra Este chúng ta là gì ạ? CH3COO C2H5 Ok nhá C3COO C2H5 thì được tên của nó là gì ạ? Etin etin acetat. Thực ra thì cái bài này giải nhanh thôi. Bài này giải rất là nhanh thôi, nhưng mà thầy chữa chậm chậm và chữa kỹ kỹ tí để cho các em cùng nắm được, cho các bạn cùng làm được. Nhá. Yeah. Ok ạ. Tiếp tục qua câu số 60 ạ. Câu số 60, 60 đáp án gì ạ? 60. 60 là lại một câu dễ rồi, làm được câu 60 mình được 5 điểm. Làm được câu 60 thì mình mới được 5 điểm thôi ạ. À. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác Ở điều kiện thường thì X ở thể lỏng Vậy kim loại X của chúng ta nó chỉ có thể là anh nào thôi? Ở điều kiện thường thì kim loại X ở thể lỏng Nó chỉ có thể là Thủy Ngân À Câu 61 Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? Đồng này Tác dụng với sắt 3 cộng này Thì tạo thành đồng 2 cộng này Cộng sắt 2 cộng này sắt 3 cộng dư nên đồng hết nên anh này không sinh ra chất rắn vậy không sinh ra chất rắn là A. dễ không thế còn ib thì sao oh trừ cộng h co ba trừ tạo thành co ba hai trừ co ba hai trừ cộng với canxi 2 cộng nó sẽ tạo thành chất rắn là caco 3 ý c thì sao natri tác dụng với nước để tạo thành naoh naoh cộng với đồng 2 cộng để tạo thành cuoh hai lần kết tủa màu trắng thế d thì sao ạ đồng 2 đồng 0 cộng với bạc cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng bạc kết tụ. Vậy chắc chắn rằng cái thí nghiệm mà không sinh ra chất rắn thì chỉ có thể là A. Ok nhá. Câu 62. Cho các kết luận sau. Số kết luận đúng này. Cho các kết luận sau. Các bạn xem xem là có bao nhiêu kết luận đúng không ạ? Cho các kết luận sau ạ. Số kết luận đúng là Glu và fructose là đồng phân cấu tạo của nhau. ở ờ, cái này chính xác nhỉ? Yeah, cái này chính xác. Ờ, sen lulose và tinh bột thì đều thuộc loại polysaccharide đúng. Saccharose bị thủy phân chỉ cho ra sản phẩm là glucose. Cái này sai ạ. Bởi vì saccharose nó thủy phân nó ra được glu và fructose nhá. Glu và saccharose đều hòa tan siêu water island tạo thành dung dịch màu xanh lam, chính xác. Glucose không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc glucose có khả năng đăng ra phản ứng trắng bạc chưa đúng không ạ vậy sai vậy mình sẽ có số kết luận đúng là a b g ba kết luận đúng ạ đáp án đúng là đáp án này thấy không thực ra thì những cái câu như này nó dễ thôi thực ra thì nó cũng dễ thôi nhưng mà các bạn ngại không làm hoặc là các bạn lâu rồi không làm nên các bạn bị sai nhiều ấy ạ các bạn cứ làm nhiều đấy. cứ làm luyện thật nhiều đề kinh nghiệm để được điểm cao rồi ta làm nhiều đề nhá câu 63 cho một mon triglycerid x tác dụng với NaOH dư thì thu được một mol glycerol, một mol natri palmitat và hai mol natri oleat. Vậy thì chắc chắn cái thằng X của chúng ta này nó sẽ có dạng là CH2 này, CH này, CH2 này. Một mol natri palmitat là OOC C palmitat là C15H31. OOC oleat là C17H33 oocc 17 H33 Thì đây là một công thức cấu tạo Một công thức cấu tạo nữa là cho thằng C15 vào giữa này C17 lên trên Là công thức cấu tạo số 2 Vậy số công thức cấu tạo phù hợp của X chỉ có 2 thôi Nên A đúng Một mon X phản ứng được tối đa với hai mon Brom Thì phản ứng với Brom ấy Thì nó phải là nối đôi CC Thế thì anh C15 H31 này là no rồi Không có nối đôi CC Anh C17 H33 là một nối đôi CC này anh lại một nối đôi CC nữa Vậy là hai nối đôi CC ăn đúng hai von Brom Đúng Phân tử x có 5 liên kết Pi Đấy nhá 1 Pi CC 1 Pi CC 2 Pi PCC Nhóm CO lại có 1 Pi CC nữa Vậy 3 nhóm CO sẽ có 3 Pi CO nữa 3 Pi CO cộng 2 Pi CC bằng 5 Pi Đúng luôn Thế công thức phân tử là C52 xem nhá Đây là 3 này Cộng này 3 này Cộng này 15 cộng 17 cộng 17 cộng bằng 55 ạ, C55 chứ không phải C52 Vậy là C52 sai Vậy sai là gì? Thấy không ạ? Đôi khi những cái câu nó dễ như thế này thôi Chúng ta chỉ cần uh, chầm chậm một chút Chúng ta ghi ra Xong rồi chúng ta viết ra Là chúng ta nắm được bài Các em ạ? Nhá Là chỉ cần chăm chỉ một tí xíu thôi nhá, Đôi khi mình chỉ cần chăm chỉ một tí xíu thôi Là mình thành công Nhá thôi cố lên Nhá Tiếp tục ạ Câu 64 ạ Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là oxymi nhá. À. Câu 65. Chất nào sau đây nhiệt phân thu được oxit bazơ? Thì CaO thì nhiệt phân là không bao giờ thu được oxit bazơ rồi. Ở đây chỉ có gì ạ? MgCO3 khi nhiệt phân thì mình sẽ thu được MgO cộng với CO2 thôi. Nên đáp án đúng của mình là đáp án B. Còn KHCO3 nhiệt phân thì thu được K2CO3 cộng CO2. N2CO3 thì không bị nhiệt phân ở nhiệt độ dưới 1000 độ C. Nên câu 65 đáp án đúng của mình là đáp án B nhé. Câu 66 ạ. Trieste của glycerol. Trieste của glycerol với axit béo thì axit béo này có tên là stearic. Nên trieste được tạo bởi từ glycerol và axit béo này nó là C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Được không ạ? Thì anh này nó có tên gọi là tristearin nhá, tristearin. Đáp án đúng lại đáp án này. Dễ không? Câu 67 ạ dùng nhôm dư khử hoàn toàn 4 gam Fe2 o 3 thành Fe ở nhiệt độ cao khối lượng của Fe thu được là đây ạ, nhôm mà khử hoàn toàn 4 gam Fe2 o 3 thành Fe ở nhiệt độ cao thì mình tìm một số mol Fe2 o 3 4 chia cho 160 0,025 khối lượng sắt thu được 0,025 nhân 1 chia 2 sorry ạ, nhân 2 ạ, nhân 2 chia 1, đây cân bằng đấy ạ. Thì bằng 0,05. 0,05 nhân 56. Bao nhiêu đây ạ? 2,8 g. 2,8 g vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các bạn nhé Câu 67, đáp án C. Ạ. Dễ không? Sang câu 68 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại đồng? kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại đồng thế thì cái tính khử mà yếu hơn kim loại đồng ấy thì gì ạ thì nó phải đứng sau đồng trong dãy điện hóa đúng không khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á à, vậy nó là anh gì anh bác dễ chưa câu 69 ạ số thí nghiệm mà xảy ra phản ứng oxy hóa khử là Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa của một số các nguyên tố. Nhôm vào NaOH loãng thì mình sẽ thu được NaAlO2 cộng H2. Được chưa? Các em nhìn này, nhôm không lên nhôm dương 3, hiro trừ hiro dương 1 về hiro không thay đổi chưa? Vậy A là oxy hóa khử. Này nhiều bạn nghĩ rằng là cái phản ứng số 2 FnO32 lần vào gì HCl là không phải oxy hóa khử là sai nhé. Trong này mình có NO3 trừ có H cộng Vậy là có nhất NO3 Sắt dương 2 còn tính khử Nên là trong hỗn hợp này nó sẽ lên thành sắt dương 3 Cộng NO đấy các em ạ Nên đây là phản ứng ô xóa khử đấy Nhiều bạn hay sai chỗ này lắm Thế mà nhiều bạn lại tưởng nhầm là fe 3 4 và H4 loạn Thu được FESO4 Và FE2 SO4 3 lần cộng H2O Là phản ứng ô xóa khử Thì cái này lại sai Tại vì Fe34 là hỗn hợp của FeO và Fe 2O3. Nên là cái việc mà tạo thành FeS4 và Fe2O3, Fe243 lần này nó không làm không làm thay đổi số sinh hoạt. Nhá, nên anh này không phải ô xóa khử. Cái việc mà bạc cộng tác dụng với sắt 2 cộng này để tạo thành bạc và sắt 3 cộng thì nghĩ bạn nào cũng nhìn thấy nên đây là ô xóa khử. Trừ những bạn mà chỉ để ý vào là bạc cộng cộng CL trừ tạo thành AgCl thôi, quên mất bạc cộng cộng sắt 2 cộng tạo thành bạc và sắt 3 cộng. Nhá thì những bạn đã bị toa E để vật làm bằng gang lâu ngày trong không khí ẩm thì cái gang của chúng ta thì gồm có sắt và carbon. Thì lâu ngày trong không khí ẩm thì nó tạo thành là pin điện hóa, nhá, nó gọi là ăn mòn điện hóa đấy. Thì à, à, sắt nó sẽ lên thành sắt dương 2, dương 3. Còn lại à, thằng à, oxy thì về thành OH nên đây là phản ứng oxy hóa khử bởi vì sắt thép bị ăn mòn. Nung nóng FeO3 3 lần trong bình khí trơ thì mình thu được Fe2O3 cộng NO2 cộng oxy nên nó cũng là phản ứng ngô xóa khử Vậy ở đây mình có các phản ứng ngô xóa khử là 1, 2, 3, 4 và 5 ạ à. 5 phản ứng ngô xóa khử ạ à. Đây là một câu lý thuyết khá là hay Thầy thầy đánh giá là một câu lý thuyết khá là hay dành cho tất cả các bạn và các em nhá Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi ở Buổi học ngày hôm nay ạ à. Hãy chia sẻ lại buổi học này và test giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ à. Ok, thank you cả nhà rất là nhiều Tiếp nhá Tiếp đi ạ Mình có Câu tiếp theo ạ Câu số 70 Một câu khá hay 70 này à, Hay thôi đánh dấu lại nhỉ Tí nó giải 70 sau Đánh dấu 70 lại 70 hơi khó nhỉ? Tí nữa mình quay lại mình giải 70 sau nhá 71 thì sao ạ 71 trông cũng khó khó nhỉ Đánh dấu tí giải sau 72 trông cũng khó khó Đánh dấu tí giải sau Này 73 dễ lắm các em ạ, à, 73 dễ cực 73 dễ cực, thầy chưa 73 cho các em xem nhá Các bạn đừng có sợ có 73, cô 73 dễ cực Đây này Đốt cháy, bạn nào mà sợ có 73 nhìn vào đây Đốt cháy 2,15 Gam hỗn hợp gồm Kẽm này Nhôm này magie này Trong khí oxy dư này Thì thu được hỗn hợp X Vậy hỗn hợp X này của thầy gồm oxit kẽm oxit nhôm và oxit magie cộng với lại kẽm nhôm magie dư nữa thì đây thì ký hiệu nó là kẽm nhôm magie và oxy trong oxit khối lượng là 3,43 gam thế thì 3,43 gam thì trong này đã có 2,15 gam là kẽm nhôm magie rồi nên mình sẽ tìm được khối lượng của oxy trong oxit 3,43 trừ đi 2,15 đây chính là khối lượng oxy trong oxit này mình chia cho 16 là tìm được số mol oxy trong oxit nhé 0,08 mol được chưa ạ toàn bộ ích phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm HCl số mol là 0,25 nhân V V ml thì coi là lít đi Tính toán cho dễ, không đỡ phải đổi h 24 là 0,125V Được chưa? Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn Giá trị của V là Thế thì bây giờ cái câu này nó đơn giản cực Bây giờ cuối cùng mình chỉ cần nhớ về một cái điểm này là Oxy trong xít ăn 2H cộng Để tạo thành H2O Thế thì số mol oxy trong oxit bằng 0,08 rồi Nên số mol H cộng bằng 0,16 Và với số mol H cộng bằng 0,16 rồi Thì đây nó chính bằng này H cộng trong HCl là 0,25V Cộng H cộng trong H24 thì trong H24 có 2H cộng nhé 2 x 0,125V Đến đây mình tìm được V 0,16 Chia cho 0,25 Cộng 2 x 0,125 Bằng V bằng 0,32 lít, 0,32 lít thì tương đương với là 320 ml, 320 ml vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, à, dễ không? yêu ơi câu này dễ ợt luôn, nhỉ? Câu này quá dễ luôn đấy ạ. Đấy, các em nhìn nhá, các em nhìn nhá và lấy gương để làm nhá. Đấy những cái câu này nó dễ ợt luôn. Đây là với câu 73, 74 thì mình để lại, 74 cũng dễ lắm, lát mình giải sau. Thực ra là đi thi thì mình nên chọn câu dễ giải trước Câu khó giải sau 75 cũng dễ ạ 75 cũng dễ Nhưng tí giải sau 76 cũng dễ 76 cũng dễ Nhưng tí giải sau Bây giờ Sang mấy câu này dễ hơn này 77 này Số polymer thuộc loại tơ bán Thuộc loại bán tổng hợp trong dãy Số polymer thuộc loại bán tổng hợp trong này những anh nào thuộc loại bán tổng hợp của các em bán tổng hợp là gì ạ bán tổng hợp là có nguồn gốc từ thiên nhiên đúng chưa như thầy vẫn dạy như các bạn nào học thầy thì các bạn biết là gì ạ bán tổng hợp chỉ có gì ạ visco acetat nhá đây này có acetat thôi vậy là chỉ có một thôi nilong 6 là tổng hợp cao su thiên nhiên là là thiên nhiên polyvinyl chloride là tổng hợp cao su buna là tổng hợp đấy chưa vậy chỉ có tơ acetat là tơ bán tổng hợp dễ không dễ không nào cái câu chuyện nó dễ ẩn Tiếp tục nhá Câu 78 78 đi ạ 78 đáp án gì ạ 78 đáp án gì ạ <laughs> Các bạn nhìn 78 các bạn sợ đúng không Các bạn nhìn 78 chắc chắn là các bạn sợ đúng không Đã bảo đừng sợ mày Mấy câu này dễ hơn Đây nhá Thì chữa 78 cho xem Hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức Thuộc cùng dãy đồng đẳng đề bài cho là amin đơn chức thôi nên mình đặt nó là CHIN và hai anken h 2 n cần vừa đủ oxy 0,2775 thu được tổng khối lượng CO2 và nước bằng 11,43 gam. Đề bài hỏi giá trị lớn nhất của m giá trị lớn nhất của M bằng bao nhiêu Được không ạ? Để đốt cháy hỗn hợp M gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức Nhá. Đốt cháy hỗn hợp gồm M gam amin hỗn hợp lại hỗn hợp gồm hai amin đơn chức và ăn ken và đề bài hỏi chúng ta ở câu 78 này là xác định m mắc bằng bao nhiêu m mắc ở đây là là không phải là m này mà là m của bọn amin này này maximum bằng bao nhiêu được không ạ thế thì ở đây ý, ở đây nhá mình đặt số mol CO2 là a số mol H2O là b mình sẽ có phương trình đầu tiên là về khối lượng là 44 a cộng 18 b thì bằng 11,43 phương trình thứ hai phương trình bảo toàn oxy 2 a cộng b bằng 2 nhân 0,2775 và đến đây mình tìm được A và B 44 bằng 18 bằng 11,43 bằng 2 bằng 1 bằng 2 x 0,2775 bằng Đây ạ à, A bằng 0,18 B bằng 0,195 Được chưa Ok chưa Mình ra được A bằng 0,18 B bằng 0,195 nhé Mình nhìn thấy này Anken cháy thì luôn luôn cho N nước bằng NCO2 Còn amin cháy thì cho N nước lớn hơn NCO2 Được chưa Vậy mình có này Số mol của amin Sẽ bằng số mol của nước Trừ số mol của CO2 Chia cho 1,5 0,195 trừ 0,18 bằng chia 1,5 bằng không phải không một đấy chưa số mon của amin ạ. đúng không ạ bởi vì làm sao ạ bởi vì cái sự tranh lệch à sorry đây là nếu mà amin no cơ sorry ạ cái này lỗi ạ không phải chia cho một ạ bởi vì ở đây đề bài không cho là amin no nếu mà là a là amin no thì ngon được chưa mình 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 chỗ này mình thấy n nước lớn n xoay mình chỉ khẳng định là À, amin của mình hoặc là no hoặc là có một đối đôi cc mình chưa khẳng định được, mình chưa khẳng định được. đấy chưa? Thế thì ở đây đề bài hỏi là khối lượng của anh này là mắc thì có phải để cho m là lớn nhất để cho m là lớn nhất thì có phải là khối lượng của n phải lớn nhất nên chắc chắn rằng là nó phải là anh một đối đôi cc. Được không ạ? Bởi vì để cho khối lượng của uh, amin nó là lớn nhất thì khi và chỉ khi là khối lượng của anh nitơ này phải lớn nhất và khối lượng anh nitơ này phải lớn nhất hay nó khác là số mol của nitơ phải lớn nhất có nghĩa là số mol của nitơ phải bằng số mol của amin và bằng là n nước là 0,195 trừ n co2 chia cho không lúc này không phải là 1,5 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,195 trừ 0,18 bằng chia 0,5 bằng 0.03 ạ. À? 0.03. Vậy thì có phải mình sẽ có là M max bằng Đây ạ, M max bằng MC cộng MH cộng MN. MC thì bằng 12 lần CO2. MH bằng 2 lần nước. MN bằng Đây ạ. À? 14 x 0,03 Vậy đến đây mình tìm được khối lượng mắc 12 x 0,18 cộng 2 x 0,195 cộng 14 x 0,03 2,97 gram ạ à. 2,97 gram Đáp án đúng là đáp án B Bỏ Dễ không ạ à? Dễ không Nó dễ như thế làm gì nữa ạ à? Câu 79 để lại tí nhé Thực ra 79 làm cũng dễ mà Thôi thì làm luôn 79 nhé Thầy làm luôn 79 cho chúng ta xem 79 dễ cứ, cứ để lại nó hơi phí Thầy làm luôn 79 Thầy lấy tờ giấy nháp Yeah Đây rồi à. 79 nhá Các bạn cùng lưu ý ạ Câu 79 Hỗn hợp E gồm triglycerid x hỗn hợp E của mình gồm triglyceridic, axit palmitic C15, H31, COOH, axit stearic C17, H35, COH, đốt cháy hoàn toàn m e cần vừa đủ oxy 2,06, thu được H2O, CO2 1,44. Mặt khác, M -game. Phản ứng tối đa với dung dịch chứa Cao H là 0,05 NaOH là 0,03 thu được agam hỗn hợp muối của hai axit carboxylic vậy thì A-gam hỗn hợp muối của hai axit carboxylic thì chỉ là của hai anh này thôi C15H31 COH và C17H35 CO đây là hỗn hợp muối là CO Na một K thì CO trừ CO trừ ở trong này có cả Na cộng và K cộng được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của A A các muối này thế thì A các muối thì chắc chắn là có K cộng này là 0,05 và Na cộng này là 0,03 được không ạ? Thế thì bây giờ mình xem nhá bây giờ mục đích của mình là đi tìm A đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình quy đổi đi mình quy đổi cho nhanh bài này quy đổi nhanh lắm các em để ý nhé mình quy đổi cái hỗn hợp e này của thầy thành là gồm hcooh ch2 c3h5oh tất cả 3 lần và h2o thế thì có phải là cái hỗn hợp này tác dụng với lại kh và naoh không? đúng không mãi vừa đủ thì số mol hcooh có phải bằng 0,05 cộng 0,03 bằng 0,08 không C2 này thầy không biết thầy đặt nó là x. C3H5OH này chính bằng số thì không biết thầy đặt nó là y. Và HIO thì chính là bằng là trừ 3 y bởi vì thằng này ra nước. Được chưa? Trừ 3 y. Ok chưa? Dễ chưa? Thế bây giờ nhé. Thế bây giờ này. Hỗn hợp này tác dụng với oxy ra được nước và CO2. Và đây là có CO2. Vậy thì đầu tiên mình sẽ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon có phải là thế được. Bảo toàn carbon thì có phải là thế được là đây ạ. 0.08 nhân 1 cộng với lại x cộng với lại 3y. Được chưa? Thì bằng 1.44. Phương trình thứ hai thì bảo toàn hydro nhé Thế bảo toàn hydro này. 0.08 nhân 2 cộng với 2x cộng với 5 x 3 là 8y trừ đi 2 x 3 là trừ 6y được bao nhiêu chia 2? Thì phải cái cụm trên này nó bằng là 0,08 cộng x cộng 8y trừ y thì còn là 2y 2y chia 2 là còn cộng y. Thế dưới này bây giờ thì đi bảo toàn oxy. Thì mình có này, Oxy trong này là 2 x 0,08 Cộng với 3Y Trừ tiếp đi 3Y Thế cộng 3Y trừ 3Y là hết còn gì nữa Cộng với 2 x 2,06 Thì bằng này Oxy trong nước này 0,08 x, x Y Cộng Oxy trong CO2 2 x 1,44

đây ạ, mình ra được x của mình bằng 1,3 x của mình bằng 1,3 y của mình bằng 0,02 Ok chưa? Vậy thì có phải cái muối này của chúng ta sẽ gồm HCOO trừ này CH2, HCO trừ là 0,08 CH2 là 1,3 C3H5OH là không có Đúng ạ H2O cũng không có K cộng là 0,05 Na cộng là 0,03 không Thì đây chính là khối lượng muối không Mình nhân lên là xong đúng không 0, 0,08 cộng với 1 HCO là 1 cộng 44 Cộng với 1,3 nhân 14 cộng với 0,05 nhân 39 cộng với 0,03 nhân 23 bằng 65,92 gram 65 Ui sao to thế Từ từ thầy bấm nhầm đâu ấy Chắc thầy bấm nhầm đâu Từ từ 0,08 nhân với 1 cộng 44 Cộng với 1,3 Cộng với 1,3 1,3 nhân với 14 Cộng với 0,05 nhân 39 Cộng với 0,03 nhân 23 Ớ ờ, đúng rồi mà 0,08 này nhân vậy đây đề bài hỏi là m, hỗn hợp muối của hai axit carboxylic đúng rồi không à đây là đây là đề dấu cộng kem gì đâu phải nhân ạ. ui rồi ôi hai mươi bốn 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 vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án a nha đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án a các em ạ kinh không ok chưa Ok nhá Tiếp tục ạ, à, một câu dễ tiếp Câu số 80 Câu số 80 này cũng là một câu dễ em thấy phương pháp quy đổi này kinh điển à Chuyên giải như vậy khó nhỉ? Câu 80 này Peptide mạch thở x Có công thức Thế thì mình nhìn công thức anh này Đây là gly đúng không? Đây là ala đúng không? Đây là ala đúng không? Vậy công thức anh này là gly ala ala Thủy phân hoàn toàn một mon trong 400 ml dung dịch NaOH thì số mol NaOH là bằng 0,4. Thì khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn phản ứng thì có phải gly tác tripeptide này tác dụng với NaOH thì thu được gly trừ 1 Hydro cộng 1 natri. Ala tác dụng với NaOH thì thu được ala trừ 1 Hydro cộng 1 natri. Bảo toàn gly anh này là 0,1. Bảo toàn ala anh này 0,1 x 2 bằng 0,2. Bảo toàn Natri thì mình thấy đây là 0.1 Cộng 0.2 mới có 0.3 thôi Điều này chứng tỏ trong này còn anh NA dư Là 0.4 trừ 0.1 trừ 0.2 còn 0.1 Vậy đây chính là m muối sau phản ứng Nhá Đây chính m muối sau phản ứng M muối chúng ta bằng bao nhiêu đấy ạ không, Và đây m chất rắn 0.1 nhân Gly là 75 Cộng trừ 1 cộng 23 là cộng 22 Ala là 0.2 nhân Ala à là 89 Cộng 22 Cộng 0,1 x 40 35,9 g 35,9 gam Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Thấy không Dễ không Thấy chiều thầy làm kinh điển không Tiếp nhá Câu 76 Bây giờ mình bắt đầu mình quay lại mình ăn những câu khó này Thực ra 76 không khó Thực ra 76 không khó thật mà 76 dễ ợt các bạn cùng quan sát nhé con thầy chinh phục câu 76 cho các bạn xem nhé Hỗn hợp gồm bari Và natri Tác dụng với oxy một thời gian Thu được 18,63 gam hỗn hợp chất rắn x Gồm bari Natri Và oxy trong oxit Cho x tan hoàn toàn trong nước Thu được dung dịch y Gồm BaOH 2 lần NaOH và khí hiro số mol khí hiro bằng 3,584 chia 22,4 bằng 0,16 mol đây là dung dịch y để trung hòa dung dịch y thì cần dùng H2SO4 trung hòa đấy 1 x 0,31 bằng 0,31 mol được chưa bây giờ đề bài hỏi chúng ta là hỏi chúng ta là tìm phần trăm khối lượng của T trong E à đâu nhầm tìm phần trăm tìm giá trị gần nhất của m Đây m đây giá trị gần nhất của m bằng bao nhiêu có cần tìm khối lượng này biết tổng khối lượng này là mình chỉ cần tìm khối lượng của oxy hay nói cách là tìm khối lượng của oxy trong oxit đúng không thế thì từ số mol h cộng này mình tìm được số mol đây số mol hai mình tìm số mol h cộng đúng không bằng không phẩy ba nhân hai bằng không phẩy đúng không đúng không đây số mol h cộng đúng rồi đúng bằng không phẩy đúng không thế bản chất ở đây có phải là Thế thì số mol H cộng này chính bằng số mol W OH trừ đúng không? Đúng không ạ? Thế thì mình có là số mol O OH trừ sinh ra trong này này. Có phải chính bằng Có phải chính bằng số mol H OH trừ sinh ra trong này nhá, có phải chính bằng hai lần số mol H2 không? Đúng không? Bởi vì phản ứng với nước thì nước nó giữ thằng O OH trừ ở lại đuổi thằng H đi. Thì đây có H2 thì phải hai lần đúng không? Một oxy trong oxit ta 2 OH trừ đúng không? BIO tạo thành BAOH 2 lần N2O tạo thành AOH Vậy có đúng là một oxy trong oxy ta 2 OH trừ không? Hay khác là do oxy trong oxy tích tích 2 trừ OH trừ tích 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 1 trừ Nên số mon này gấp đôi số mon này hai lần số mon oxy trong oxit Cái này thể dạy rất là nhiều Vậy số mon OH trừ biết rồi 0,62 Thì bằng 2 lần số mon H2 là 2 x 0,16 Cộng 2 lần số mon oxy trong oxit Và đến đây mình tìm được số mon oxy trong oxy trừ 2 nhân 0,16 bằng chia 2 bằng 0,15 Thầy biết được khối lượng này, này rồi đúng không? Mình lấy 18,63 Trừ đi 0,5 x 16 Thế là ra được khối lượng Bari và Natri là 10,63 gram Vậy khối lượng anh này là 10,63 gram Ô, Từ từ thầy có bị trừ nhấm nhỉ 0, chỗ này là 0, bao nhiêu 0,15 chứ ạ chết rồi chỗ này thì bị tính nhầm đấy 0,62 này trừ đi 2 nhân 0,16 bằng này chia 2 bằng 0,15 18,63 trừ đi 0,15 nhân 16 bằng 16,23. 16,23 thì nó gần với lại 16 hơn. Đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Thấy chưa các em thấy không? Thế thì bảo đúng không? Toàn câu dễ thôi nhá sức chúng ta làm được ok không xong nhá xong câu 76 75 cứ để lại từ từ tí làm mình xong 76 rồi bên này còn một câu 75 này một câu 74 này một câu 72 này một câu 71 này một câu 70 này bây giờ mình ăn cái dễ trước giờ mình ăn 71 xong mình ăn 70 mình ăn 71 trước nha 71 dễ mà 71 dễ thực sự luôn Chúng ta còn xem 71 làm nào nhé Mình ăn xong 71 mình sang ăn sang 70 Tiếng hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước sau đây Cho vào bát sứ hỗn hợp gồm 1ml chất béo lỏng Dầu ăn và 3ml dung dịch náo hắt Đun sôi nhẹ Thêm vài giọt nước cất Thì đây là phản ứng xà phòng hóa Cho NACL3 hòa nóng khuấy nhẹ Thì ở đây là để tách lớp Bước 1 có thể thay thế dầu ăn bằng mỡ động vật, đúng. Bước 2 nếu không liên tục khuấy đều phản ứng sẽ ra chậm, chính xác được cái gì cũng thế. Ở bước 3 thêm NaCl bão hòa vào để độ tan của xà phòng giảm, đồng thời tăng tỉ trọng của hỗn hợp sản phẩm giúp xà phòng nổi lên bề mặt, đúng luôn. Sản phẩm thu được là xà phòng sau bước 3 cho vào dung dịch NaHCO3 thì sẽ thấy có khí bay lên. Xà phòng thì cho vào NaHCO3 thì làm sao mà có khí bay lên được bởi vì xà phòng không tác dụng với NaHCO3. Vậy ở đây chúng ta chỉ có 3 nhận định đúng rồi, A, B, C. Xong câu 71. Thấy không? Thì vào rồi ba mấy câu này dễ. Dễ cực kỳ luôn. 70 nhá, 70 cũng dễ luôn. Các bạn xem thì chinh phục 70 cho các bạn xem. 70 cũng dễ thực hiện chuỗi các phản ứng sau theo đúng tỷ lệ mol thực hiện chuỗi phản ứng sau theo đúng cái tỷ lệ mol thì ở đây mình có này ở cái phản ứng hai này thì đây là phản ứng sao đây là phản ứng um, vô tô sút thì cái với phản ứng vô tô sút thì nó sẽ có dạng là rco na này cộng với naoh trong cao thì tạo thành rh cộng na hai co 3 Thế anh này là CH6 nên chắc chắn là anh X1 nó phải là C2H5COONA. Đấy là suy luôn 1 luôn. Được chưa? Thế thì ba này thì ba cộng H24 tạo thành Y và Y chắc chắn là axit rồi. Thế thì Y cộng với 2 lần thằng CH3OH để tạo thành thằng C4H6O4. Vậy mình bảo toàn là mình tìm thằng Y luôn. đây mình làm này đơn giản lắm. Đúng không? Thằng Y là axit mà thằng này là ăn 2 CH3 CH nên thằng Y chúng ta để C4 trừ đi 2 C thì còn C2. Vậy Y phải là axit hai chức. Y chắc chắn là COH. COH. Đấy chưa? Vậy Y là COH, COH thì suy ra thằng X2 chúng ta phải là COONA. Tất cả hai lần. Được chưa? Vậy với x2 là CONA tất cả hai lần, x1 biết rồi. Vậy mình sẽ suy được thằng x C7 này, H10 này, O6 này cộng với lại 3 NaOH này. Tạo thành x1 là C2H5 CONA này. X2 là COONA tất cả hai lần này. Cộng với x3 này. Cộng với lại H2O này. Thì mình thấy này, 7 này trừ đi 3 là còn 4, 4 trừ đi 2 là còn 2, x3 là C2. H10 cộng 3 là H13, H13 trừ đi 5 này còn H8, H8 trừ đi 2 thì còn H6. O6 cộng O3 là O9, O9 trừ O2 là còn O7, O7 trừ đi O4 là còn O3, O3 trừ đi 1 còn O2. Được chưa? Vậy x3 chúng ta là C2H6O2. Phát biểu là sau đây sai. X1 là natri -Bryu. Pro, propionat đúng Đây mà Phân tử khối của Y Là bằng 90 45 cộng 45 90 Đúng đúng tiếp X3 hòa tan được siêu quát hai lần nhiệt độ thường Đúng rồi X3 là ethylene glycol hòa tan được Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X sai Cái này chỉ có một thôi X của chúng ta là C2H5 COO này C2H5 COO này C2H4 này, O O C này. COOH này. Chỉ có một công thức cấu tạo tham ạ. Không moi đầu là hại. Được chưa Vậy câu 70 chúng ta đáp án đúng là đáp án D. Thấy không? thì bỏ rồi mà. Dễ. Vậy bây giờ mình chỉ còn câu B2 này, câu 74 này và câu 75. Rồi các em nhìn kỹ nha thầy chinh phục câu 72 trước. Nhưng câu 72 phải nhìn kỹ đấy cái ai phải nhìn thật kỹ mới làm được. Đây là đến cái phần mà những cái bạn mà đỉnh cao rồi nhá, các bạn cũng chú ý vào đây. 72. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2. Số mol là 0,15. Vào dung dịch chứa amon h và B mon K2CO3. Thu được dung dịch X X có nhiều trường hợp lắm Nhưng mình cứ chơi cái trường hợp đầu tiên là trường hợp gồm KHCO3 Và K2CO3 cho nó dễ Chia X thành 2 phần bằng nhau Thế bây giờ để đơn giản Không phải chia thành 2 phần bằng nhau Thì thầy nhân đôi tất cả các dữ kiện từ bây giờ Để bắt đầu này Cho từ từ phần 1 Vào đây là phần 1 nhá Vào 120ml dung dịch HNO3 đây H cộng Số món là 1 x 0.12 thì bằng 0.12 Nhưng mà bởi vì ở đây bây giờ tính thì tính A và B mà nên thầy nhân đôi này lên là coi như là toàn bộ cả cái thằng X này cho thả vào luôn. Thì thu được khí CO2. 2,016 chia cho 2,4. 2,016 chia 2,4 bằng 0,09. Nhân 2 luôn. Bằng 0,18. Thế giờ thì giải cái này nhé. Đây là cái bài toán mà hỗn hợp gồm HCO3 trừ và CO3 trừ và H cộng. Thì mình đặt số mol HCO3 trừ và CO3 trừ phản ứng. Phản ứng với H cộng là X Phản ứng với H Với H cộng là Y Mặc dù là số mol anh này là U và V nhé Ban đầu thằng này là U và V Nhưng mà đặt số mol phản ứng nó là X và Y Thì mình sẽ có này HCO3 trừ ăn 1H cộng X co 3 trừ ăn 2H cộng 2Y Bằng 0.24 Và X cộng Y thì bằng 0.18 Tới đây mình tìm được X và Y đây mình tìm được x 1 bằng 2 bằng 0,24 bằng 1 bằng 1 bằng 0,18 bằng x bằng 0,12 y bằng 0,06 Được chưa? Thế thì từ cái này mình suy ra được cái gì? Từ cái này mình suy ra được là u chia v bằng x chia y Được chưa? Bằng 0,12 chia 0,06 bằng 2 Đấy mình suy được cái đấy Thứ hai này Cho hỗn hợp này Tác dụng với lại BA OH 2 lần dư Thì do OH trừ dư nên nó tác dụng HCO3 trừ tạo thành CO3 2 trừ Có nghĩa nó biến hết bọn này thành CO3 2 trừ này Để tạo thành kết tủa BACO3 Số mon bằng 29,55 Chia 197 0,15 Nhân 2 Bằng 0,3 Lúc này do BA lần dư nên U cộng V bảo toàn carbon nhé. U cộng V bằng 0,3. Mặt khác U phần V bằng 2. Suy ra U bằng 2V. Suy ra giải được luôn. U bằng 0,2. V bằng 0,1. Đấy chưa? Thế là mình giải ra mình tìm được U và V nhá u hai v và một thế bây giờ mình giải ra ab rất đơn giản bây giờ mình bảo toàn carbon này carbon là một cộng hai bằng ba trừ đi không 15 mười lăm trừ không thì anh này còn không 15 thôi bảo toàn kali các em nhé không 1 x 2 cộng không x 1 là bằng không 0,4 bốn không trừ không x 2 là không 3 0 không phải bốn trừ không còn không 1 a bằng không và b bằng không ok chưa lăm vậy giá trị của a của chúng ta ở bài này là bằng bao nhiêu ạ? A bằng 0.1 C Thấy dễ không? Thì bảo rồi mà, nó dễ cực Được chưa? Dễ không? Đơn giản mà 74 nhá, 74 cũng dễ 74 cũng dễ luôn 74 không khó tiệu nào à, Các bạn cùng quan sát cho thấy chữa của 74 cho xem hòa tan hoàn toàn 8,66 gam. Bảy tựa. Hòa tan hoàn toàn 8,66. Hỗn hợp gồm magie này. Fe3O4 này. FeNO3 2 lần này. Bằng dung dịch chứa hỗn hợp gồm này. HCl 0,52 này. HNO3 0,04 này thu được này dung dịch y này Và này 0,05 mol này hỗn hợp khí z này gồm NO này và H2 này tỉ khối so hero là 10,8 phân tử khối bằng 10,8 x 2 bằng 21,6 này anh này 30 này 2 này à 30 21,6 8,4 này 21,6 trừ đi 2 19,6 chia 8,4 7 phần 3 7,3 3 là đơn giản nhỉ 0,05 chia làm 10 phần Bằng nhau vậy mỗi phần bằng 0,005 0,005 mà nhân với 3 0,015 0,005 mà nhân với 7 0,035 Đúng chưa? Thế là NO và HERO nhá. Dung dịch Y tác dụng với NaOH dư. Thu được kết tủa. Thế thì dung dịch Y chúng ta sẽ gồm mg 2 cộng này. Có thể có uh, sinh ra hydro rồi. Sinh ra hydro sắt dư thì có thể là có sắt 2 cộng. Sắt 3 cộng. Có NH4 cộng. Dễ có lắm, mình cứ phang vào thôi. Nhỉ? Yeah thu được kết tủa thu được kết tủa vậy kết tủa ở đây của chúng ta là gì kết tủa ở đây chúng ta có thể kết tủa ở đây là cho vào nó mắt dư mà. thì chắc chắn kết tủa ở đây chúng ta thu được mgoh hai lần này feoh hai lần này feoh ba lần này nhưng mà nung nóng lên đến khối lượng không đổi thì mình chỉ thu được MGO và Fe2O3 thôi, khối lượng là 10,4. Ui thì dễ, đặt này A, B, C, mình có hệ phương trình này, các em nhìn nhá, 24A cộng 232B cộng vân này, 56 cộng 62 nhân 2 bằng 180C bằng 8,66 một phương trình. Phương trình thứ hai này có phải ma dê ở đây chui hết ra đây không? Thì đây là A không? Có phải sắt ở đây là 3B cộng C không? Thì chỗ này là 3B cộng C chia 2 không? Được chưa? Thế vậy ở đây mình sẽ có là 24 cộng 16 là 40A Cộng với chỗ này là 160 Nhân với 3B cộng C chia 2 là bằng 80 80 nhân với 3B cộng C bằng 10,4. Hai phương trình thôi. Dễ không ạ? Mình có phương trình số 3 nữa thôi. Nhờ Mình có phương trình số 3 nữa thôi là xong. Theo giờ phương trình số 3 thì làm thế nào? Phương trình số 3 đây các em nhìn nhá. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ này. Các em nhìn này, mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ này. Nitơ ở đầu phản ứng là đây, 004. Nhá. Đúng chưa ạ? nitơ sau phản ứng này thì có phải là nằm ở bên trong này là có 0.035 không? Vậy nitơ nằm trong NH4 cộng là 0.04 trừ 0.035 thì còn là 0.0005 không? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, bảo toàn nitơ ạ. À chỗ này là 0.04 cộng 2C nữa chưa Đây là 0.04 cộng 2C. Đây còn C trong này này. 0.04 cộng 2C. Thì trừ đi 0.035 thì còn 0.005 cộng với lại 0,4 trừ 2C Trừ đi 0,05 Trừ đi 2C đúng không ạ? 0,005 Trừ đi 2C Xem còn thằng nào nữa không? Từ từ đã, các em để ý Từ từ để nhân thể nhìn Ừ đúng rồi Thằng này nó sẽ bằng là 0,005 Cộng 2C Bởi vì đây là 0,04 cộng 2C mà Trừ đi 0,035 Thì đây là 0,05 cộng 2C Thế bây giờ mình đi Bảo toán H cộng nhỉ à? Mình sẽ có này số mol H cộng nó sẽ bằng 4 lần số mol NO cộng 2 lần số mol H2. Đúng không? 4 lần số mol NO cộng 2 lần số mol H2 cộng với này. 2 lần số mol oxy trong oxit, oxit duy là 4B thì nó sẽ là 8B. Cộng với lại 10 lần số mol nh 4 Được chưa ạ? 10 nhân với 0,005 cộng 2C. Sao? Mà số mol H cộng ở đây thì chính bằng số mol HCl cộng số mol HNO3. 0,52 cộng 0,4. Bằng 0,56. Giải hiện này ra xong. Mình giải nhá. Cách giải cực nhanh luôn. 24 bằng 232 bằng 180 bằng 8,66. Ôi chết, bấm nhầm. 24 bằng 232 bằng 180 bằng 8,66 bằng 40 bằng 80 x 3 bằng 80 bằng 10,4 bằng Anh này ạ Anh này không có A 0 bằng 8 bằng C là 10 Nhân 2 bằng H cộng là 0,56 Trừ đi 4 x 0,035 Trừ đi 2 x 0,015 Trừ đi 10 x 0,005 Bằng Đây A bằng 0,2 Thấy không B bằng 5 x 10 mũi trừ 3 C bằng 0,015 Xong luôn

Một câu nữa nhá Một câu nữa Câu 75 ăn 10 luôn này Các bạn cùng chú ý này Câu 75 này Ăn 10 điểm này X và Y Là hai axit Câu này hơi khó khó đấy Các bạn để ý nhá X và Y là hai axit Câu này lấy 10 mà Chùm chùm X và Y là hai axit hữu cơ mạch hở Z ăn con no T là ST2 chức T là ET2 chức được tạo bởi từ XYZ. Đun nóng hỗn hợp E 29,145 g. Hỗn hợp E chứa XY X Y Z với NaOH số mol bon NaOH bằng 0,3 đủ. Thu được ancol Z. Hỗn hợp F Chứa hai muối. Số mol bằng nhau. Cho Z vào bình chứa natri. Sinh ra hydro. Số mol hydro bằng 4,368 chia 2,4. 0,1946 lẻ nhỉ. 0 4,36 à 4,7368. 0,195 Mon Hero 0,195 Mon Hero Mà khối lượng bình tăng 14,43 Vậy mình đặt ăn Z của mình là ROH h đi X lần đi Thì mình có là M bình tăng Thì chính bằng M ăn côn M vào đấy M ăn côn Trừ M hero được không ạ? M bình tăng ở đây đề bài cho chúng ta là bằng 14,43 bằng m ancol trừ đi 0,195 nhân 2. Vậy đến đây mình tìm được m ancol. 14,43 trừ đi 14,43 cộng với 0,195 nhân 2 bằng 14,82 g. 14,82 g mà sinh ra được H2 vậy thì uh, bây giờ mình sẽ có là số mon anh này sẽ là 0,195 chia cho x. Và mình sẽ lập bảng. Về uh, đầu tiên là x và phân tử khối của ancol. Với x bằng 1 thì phân tử khối ancol bằng là 14,82 chia 0,195 bằng 76. 76 loại nhỉ, 76 chẳng phân tử khối anh ancol nào. Bằng 2

152 trừ đi 17 nhân 2 là 34 118 Nó to phết nhỉ To phết từ 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 Hình như thầy bị nhầm đâu ấy Khối lượng của an của thầy là bằng 14,43 Mà cộng với lại 0,195 Đúng không Đúng À chỗ này thì chưa nhân 2 Thảm nào có thế lạ lạ

76 mà hai chức Thì nó là R cộng với lại 34 bằng 76 Vậy R chúng ta bằng 76 Trừ 34 Bằng 42 R bằng 42 thì nó chỉ có thể là anh 42 trên 14 là C3H6 Được chưa? Vậy ăn cô chúng ta là C3H6 OH tất cả hai lần Ok chưa? C3H6 tất cả hai lần nhá yeah. ok nhá yeah. tiếp tục ạ à. tìm được ăn rồi bây giờ đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp z số mon ăn tìm cũng tìm được luôn rồi nhỉ số mon ăn côn bằng 0,195 nhân 2 chia 2 bằng 0,195 đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp f thì cần oxy số mon oxy bằng 11,76 chia 2,4 0,525 thì thu được CO2 này, Na2CO3 này, nước này. 5,4 chia 18 bằng 0,3 mol nước. Phần trăm khối lượng T trong E. Phần trăm khối lượng T, T là este. Hỗn hợp E chứa x y, Z. X, I, z, t X, I, Z đun nóng hỗn hợp e chữa X, I, Z hỗn hợp t trong e chứ đề này thiếu rồi XIZT trong này thiếu X, I, Z và t nữa các em ạ đây t trong này nữa thế đề bài hỏi là phần trăm t trong e mà để gõ thiếu tí thế thì ở đây z ra rồi nhá do z hai chức được chưa nên XY chúng ta phải là đơn chức được chưa thế là cái hỗn hợp e này bây giờ mình quy đổi này mình quy đổi cái hỗn hợp e này của mình về thành là một anh là rcooh đúng không anh ăn cô là c3h6 oh 2 lần mình biết rồi mình tìm được số mol rồi không 195 và h2o thì theo số mol ăn thì là trừ x mol thế khi đốt muối khi đốt muối khi đốt muối thì hai muối này nó có số mol bằng nhau Thì muối này có phải là R-C-O-O-N-A không Đúng không Thì muối này có phải là 0.3 không Bởi vì phản ứng là a mà Thế thì cái anh R-C-O-H này cũng bằng 0.3 luôn này. Đúng không ạ Đấy O-C là 0.525 nhá co 2 chưa biết h 2 o biết rồi 0.3 co o 3 thì lấy là 0.3 chia cho 2 Thì còn là 0.15 Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình tìm được CO2. Được không ạ? 0.03, 0.03 nhân 2 này. Cộng với 0.525 nhân 2 này. Trừ đi 0.15 này, trừ nhân 3 này. Trừ đi 0.3 này bằng này. Chia 2 này, số mon CO2 chúng ta bằng 0.45. Được không ạ? Ok chưa? Thế thì số nguyên tử hiro trung bình của hỗn hợp này nó bằng là 0,3 x 2 chia 0,3 thì bằng 2. Đúng chưa? Mà do hai muối có số mol bằng nhau nên đây là số mol hiro trung bình cộng luôn. Vậy suy ra một thằng phải là 1, một thằng phải là 3. Một thằng 1 hiro, một thằng 3 hiro. Số nguyên tử carbon trung bình thì nó bằng 0,15 x 1 cộng 0,45 x 1 chia cho 0,3 thì bằng 2. Số mol 2 muối bằng nhau. Được chưa? Nên chắc chắn là cũng phải là C1 và C3. Ok chưa? Vậy chắc chắn là muối chúng ta là gì ạ? HCOONA và C2 H3COONA. Thỏa mãn chưa? 3 carbon, 3 hiro, 1 carbon, 1 hiro.

Thế thì à à bây giờ nhá, là mình sẽ bảo toàn khối lượng là mình sẽ tìm ra được số mol bon của nước. 29,145 trừ đi này. 0,15 nhân anh này là 45. 45 cộng 46 trừ đi 4 nhân 46. Trừ đi 0,15 nhân anh này là 24 cộng 3 là 27 cộng 45 trừ đi tiếp là 0,195 nhân với 12 nhân 3 cộng 6 cộng 17 nhân 2 bằng chia 18 bằng Ui lẻ thế x mà 0,759 à Từ từ hình như thầy bấm Thường cái số lẻ lẻ này khả năng cao dễ thầy bấm nhầm 29.145 này Trừ đi 0,15 này Nhân 46 này Trừ đi 0,15 này Nhân 27 là 24 cộng 3 là 27 27 cộng 45 này Đấy chỗ này, 27 cộng 45 này Đóng hoặc đơn này Trừ đi 0,195 nhân với 12 x 3 cộng 6 cộng 17 x 2 này Bằng này Âm Âm 3,375 Đấy Chia 18 bằng Âm 1,875 Trừ x bằng âm 0,1875 Suy ra x bằng 0,1875 Được chưa ạ? Được chưa? Thế thì ở đây mình có phải là cái anh T là ST2 trước không? Thì có phải là cái anh T của chúng ta nó chính bằng là anh X cộng anh Y cộng anh Z trừ đi hai anh nước không? Thì đây là số mon X bằng đây, vậy mình sẽ tìm được số mon thằng T. Nhỉ, số mon thằng T chính bằng số mon X chia 2. 0,1875 chia 2 bằng 0,09375. Mà T nó là ST được tạo bởi hai ST2 trước mạch hở tạo bởi XYZ. T chúng ta lại là gì? À, đâu rồi? C HCOO này. C3 H6 này. OOC này. C2H3, đây là T. Vậy mình có phân tử khối hàng tệ

Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em giải full cái tờ đề Rất kinh điển Nguyễn Minh Khai Hà Tĩnh Full 40 câu nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay Thank you các bạn và các em rất nhiều Nhớ chia sẻ với các bạn nhá à, Bạn nào muốn đăng ký khóa luyện đề của thầy nhá Thì vui lòng inbox cho thầy Đúng không? Khóa luyện đề của thầy thì hiện tại là sẽ là luyện 10 đề Bằng hình thức là online là Zoom hoặc là like trên YouTube nhá. Giá trị của khóa luyện đề là 250 000 10 đề. Và được tặng 100 đề. được tặng 100 đề thi thử mới nhất năm 2022. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại. Rồi cái này thì tiện thì vừa mới Dạy xong thì thầy cũng quay luôn này để giải cho em nhìn thấy rõ hơn. Thì với cái câu 22 này thì nó làm đơn giản lắm. Thì đây là một trong số những câu mức độ vận dụng, vận dụng cao thôi. À, thì đầu tiên nhé, để bài cho hỗn hợp gồm Natri này, Kali này, Bari này, Na2O này, K2O này, BAO này. Trong này thì oxy chiếm 7,44% về khối lượng. Vậy là khối lượng của oxy thì bằng 0,7 0,0744 về khối lượng của x. Để bài cho là hòa tan hoàn toàn là 21,5 gam x vào nước thì thu được dung dịch y. Vậy thì cái dung dịch y này của chúng ta nó sẽ bao gồm là anh NaOH cao và BAH hai lần. Được chưa? Và khí là khí hydro số mol khí hydro bằng 2,24 trừ 2,4 bằng 0,1 mol trung hòa dung dịch y đây trung hòa dung dịch y bằng một lượng vừa đủ HCl được chưa HCl trung hòa đủ thì thu được m gam hỗn muối muối vậy thì cái muối ở đây chúng ta sẽ thu được nó sẽ là gồm gì NaCl KCl và BaCl2. Đề bài hỏi chúng ta là m gam hỗn hợp muối. Thế thì quan trọng nhất trong việc giải mọi bài ấy là chúng ta phải tư duy được cái cách giải như thế nào. Cái tư duy cách giải nó quan trọng hơn là cái việc mình giải ra đáp án. Bởi vì nếu mình tư duy được đúng một cái cách giải của một cái bài thì sau này gặp những cái dạng tương tự mình hoàn toàn mình làm được. Bây giờ ở bài này, đề bài đây cho người ta mở muối, à, bọn ta mở muối cho ta mở ban đầu. Thì cũng ở ban đầu này thì hoàn toàn thể quy đổi nó về gồm natri này, kali này, bari này, và oxy trong oxit được. Đề bài đã cho chúng ta dự kiện bài anh này bằng 21,5 mà khối lượng của oxy bằng 0,0744 thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng của oxy 21,5 nhân 0,0744 bằng để chưa chia cho 16 là ra được số mol oxy luôn. 0,099 thì mình lấy luôn là bằng 0,1 nhé. Đây là số mol oxy trong oxy. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của natri, kali và bari. Đúng không ạ? 21,5 trừ đi 0,1 x 16 bằng đây ạ. À, 19,9 gam. Ui số lẻ thế. Thế thì xem nào, 0,0744 thì chỗ này là bằng là bao nhiêu? Đây thì lấy 21,5 trừ n bằng 1,6 gam. Làm tròn nhỉ làm tròn đấy làm tròn hơi bị tròn nên cái số này hơi bị lạ luôn thế thì vậy thì các em nhìn nhá cái mờ muối này thì có phải nó bao gồm là natri này kali này bari này và cl chứ không thế thì natri kali bari thì bảo toàn từ đây nó chui hết vào đây đúng không từ đây nó chui vào đây mà nó chẳng đi đâu cả thì đây là 1,6 rồi. Vậy muốn tìm mờ muối mình chỉ cần tìm khối lượng của CL trừ là xong. Đúng không? Thế giờ câu chuyện là muốn tìm đi khối lượng của CL trừ hay là muốn tìm số mol CL trừ thì mình chỉ tìm số mol HCl là đủ bởi vì làm sao CL trừ ở trong HCl này chú hết vào trong CL này. Vậy mục tiêu chúng ta bây giờ đi tìm số mol HCl. Thế thì số mol HCl thì lại có là đây là phản ứng là vừa đủ nên mình sẽ có là số mol OH trừ nó sẽ chính bằng số mol của HCl, chính là số mol H+. Cộng. Vậy câu chuyện lại bây giờ đi tìm số mol OH trừ. OH trừ nằm trong bọn này. Thế thì OH trừ thì như thế nào? thì mình sẽ luôn luôn có là số mol OH trừ thì bằng hai lần số mol oxy trong oxit cộng hai lần số mol H2. Chỗ này các em phải nắm được. Thầy sẽ chỉ nói là cho các em biết là tại sao nó lại như này nhá. Tại sao nó lại như này? Tại vì các em nhìn nhá. Oxy trong oxit này thì có phải là K2O thì hai natri thì có phải là một Na2O thì ra được hai NaOH không? Thì có đúng là một oxy trong oxit ra hai OH trừ chưa? K2O này thì ra được 2 kW không? Thì có phải là một oxy trong oxit ra 2 chứ trừ chưa? Thế có phải là chính vì vậy nên là số mol oxy trong oxit nó sẽ bằng là 2 lần số mol W trừ. Đúng chưa? Thế tiếp theo này. Thế là tại sao nó lại bằng 2 lần số mol H2 nữa? Tại vì thế này. Trong bọn này thì sẽ có là natri kali bari nguyên chất. Thì có phải bản chất của việc sinh ra H2 là thằng HOH nó bị nó bị giữ lại thằng OH trừ còn một thằng H ra đi để kết hợp tạo thành H2 vậy có phải là hai cái thằng H thì bằng hai thằng O H trừ không ở à đâu hai thằng H này thì mới bằng một H2 thì chính bằng O H trừ không? thì đây là cái công thức nhá thế thì mình sẽ có này số mol H trừ bằng này. hai nhân với số mol oxy trong oxy là 0,1 cộng 2 nhân với số mol H2 là 0.1 vậy cộng bằng 0,4 thế nghĩ đến đây chúng ta giải được rồi số mol O H trừ 0,4 này số mol HCl bằng 0,4 Vậy số mol Cl trừ bằng 0,4 Xong luôn Ra khối lượng 1,6 Cộng với 0,4 nhân 35,5 Bằng 15,8 gam 15,8 gam Ơ tại sao đây từ từ ạ Sao đây không có đáp án nhỉ từ từ Không 1,6 à, Chỗ này là à Chỗ này thì trừ nhầm này <laughs> 21,5 chỗ này là trừ đi 1,6 chứ 21,5 trừ đi 1,6 bằng 19,9 19,9 Và đây là 19,9 19,9 19, cộng với 0,4 nhân 35,5 bằng Đây ạ. À, 34,1 nhá. 34,1 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Ok. Dễ không? Dễ và nhưng mà chúng ta phải nắm được cái phương pháp giải.